Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã hướng dẫn xong cho các em các cái bước thực hiện khảo sát đồ thị hàm số của bất kỳ một cái hàm số nào người ta đưa ra. Thì gồm có 3 bước thì chúng ta đã nắm rồi đúng không nào? Bước đầu tiên thì chúng ta đã biết đó chính là tìm tập xác định. Bước thứ hai đó chính là sự biến thiên. Trong sự biến thiên thì chúng ta phải đi tìm đó chính là chiều biến thiên này, cực trị này, các giới hạn tại vô cực, và chúng ta lập cái bảng biến thiên. Trong cái chiều biến thiên thì chúng ta cần phải tìm được thầy là gì, y phẩy đạo hàm các em, y phẩy và cho y phẩy bằng không, và chúng ta sẽ xem thử nó đồng biến và nghịch biến trong khoảng nào. Bước thứ ba đó chính là chúng ta sẽ đi vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị thì chúng ta nên lưu ý chú ý tới cái điểm uốn, đó chính là tâm đối xứng, hoặc là gì, tìm giao với cái trục tọa độ, đó chính là các cái điểm đặc biệt đúng không nào, giao với trục OX hoặc là giao với trục OY. Ok, được chưa? Thì trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em đó chính là khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức. Thì hàm đa thức ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành khảo sát ở hàm bậc 3 và hàm bậc 4. Hàm phân thức thì chúng ta sẽ khảo sát ở hàm ở cái dạng là AX cộng B trên cho x cộng D. Được chưa nào? Nhưng mà trong clip trước thầy đã nói với em là thầy sẽ tiến hành làm cho em hoạt động một này trong clip hôm nay. Và vào ngày mai 19 giờ thì thầy sẽ làm cho các em cái hàm số bậc 3. Được chưa? Ok. Rồi, ta sẽ đi sang hoạt động 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học. Hàm này chúng ta được học ở chương trình hai hàm này chúng ta được học ở chương trình lớp 9. Đây lớp 9. Lớp 9 ta được không được học cái hàm này mà học y bằng ax bình phương thôi, nghĩa là một cái parabol. Đó nè. Giờ bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái hàm này nha. Tại vì ở đây người ta không có cho hệ số A ở đây âm hay dương, nên chúng ta phải chia thành hai trường hợp. Được chưa? Ta sẽ đi sang trường hợp 1. Trường hợp 1 đó chính là chúng ta sẽ xét ở đây là A sẽ dương nha. A dương. Được chưa? Thì bây giờ chắc có lẽ chúng ta cũng nhớ các cái bước khảo sát chứ không? Bước thứ nhất phải nhớ như in ở trong đầu chúng ta, đó chính là gì? Tập xác định. Tập xác định đây là một hàm đa thức thì D chắc chắn sẽ bằng R. Nếu em thiếu cái này trong một bài một cái bài khảo sát hàm số thì cái bước này 0,25 điểm, người ta sẽ trừ điểm cho em này, nếu em không ghi. Bước thứ hai đó chính là sự biến thiên. Sự biến thiên thì trong sự biến thiên á thì bước đầu tiên ta sẽ đi tính y phẩy. Thì y phẩy của hàm số này thì ai cũng biết là tính, tại vì đây chính là một hàm số mà đây có x. Thì đạo hàm thì anh này bằng 0, thì x này bằng 1, a nhân 1 thì bằng a. Mà a ở đây là chúng ta đang xét nó là dương. Dương nghĩa là lớn hơn 0. Như vậy thì khi nó đã dương thì hàm số này luôn luôn đồng biến trên cái tập xác định của nó. Ta kết luận là vậy. Hàm số đồng biến trên toàn bộ R, nghĩa là trên cái tập xác định số thực của nó. Sau đó chúng ta sẽ đi tính giới hạn lim, giới hạn tại cái điểm vô cực ha, x tiến tới dương vô cùng của y, nghĩa là lim của x tiến tới dương vô cùng của ax cộng b. Mà trong khi đó chúng ta xét a đây là dương, nghĩa là chỗ nào có x chúng ta thế vô cùng vô, mà đây dương thì chứng tỏ đây nó vẫn ra là vô cùng. Ê, âm vô cùng. Các em có hiểu nè. Làm riết rồi mình sẽ quen thôi các em. Ha. Đây là âm vô cùng ở đây. Được chưa? Tại vì chúng ta thế ở đây, đây dương mà đây âm thì ra vẫn là ra âm nha. Ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên. Để giới hạn này, bảng biến thiên. Thế vậy mà thầy phải làm theo cái hệ thống ở trong sách giáo khoa. Tại vì em nên nhớ là khi các em đi thi á, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là đại học, thì người ta bám sát cái nội dung ở trong sách giáo khoa này, nó tới là
70% em của chương trình lớp 12 trong sách giáo khoa này. Nên theo quan điểm của thầy là các em cứ phải vững ở trong sách giáo khoa trước nha. Sau khi vững rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp ở trong sách bài tập và tới chuyên đề nâng cao và cái bộ đề để cuối năm thì rèn luyện thi không nào, để mà chúng ta có thể đạt được cái ngưỡng điểm 8 trở lên. Cho các em chỉ làm ở trong sách giáo khoa thì các em rất là khó đạt cái điểm 8 trở lên em, chỉ điểm 7 trở xuống thôi ha, hiểu chưa nào? Ở đây là gì, âm vô cực, ở đây là dương vô cực không nào? Ok. Và cái y phẩy này các em thấy rằng là gì, nó như nào, nó luôn luôn dương, nghĩa là hàm này luôn luôn đồng đồng biến, được chưa nào? Đồng biến thì cái mũi tên nó sẽ đi lên từ trái sang phải, phải nào? Như vậy thì chúng ta điền dùm thầy chỗ giới hạn liên của âm vô cực, tiến tới ít tiến tới âm vô cực thì bằng âm vô cực ở đây. Như vậy đây âm vô cực tương tự như đây là dương vô cực, thấy chưa, hiểu không? Và cái bước thứ ba đó chính là chúng ta sẽ vẽ đồ thị, vẽ đồ thị, được chưa? Thì cái đồ thị này thông thường á là chúng ta sẽ cho x bằng 0, không? X bằng 0 thì chắc chắn nếu mà ở đây x bằng 0 thì y sẽ bằng b, mà y bằng 0 thì x sẽ bằng là âm b chia a, đúng không nào? Cái đấy là trong chương trình lớp 9 thôi, chúng lên chương trình để người ta khảo sát thì không còn như vậy. Nhìn vào bảng biến thiên này là đã thấy rồi này. Tại vì minh họa cái hình ảnh đó thôi, tại vì cái bảng biến thiên này là minh họa cái hình ảnh của nó, đúng không nào? Vậy thì nó có dạng này, được chưa? Đó. Xong. Ở trường hợp 1 ta sẽ đi sang vào trường hợp 2 nha. Trường hợp 2 nhé. Các em cánh nôn thì cũng chịu thôi. Thời quan điểm dạy của thầy á là phải dạy đầy đủ tất cả các kiến thức và hoạt động ở trong sách giáo khoa mà người ta đã đưa ra. Các em hiểu nào? Cứ còn thầy không có nôn nóng em. Biết rằng là nôn vẫn tốt nhưng mà thời gian này thầy cũng sẽ làm kỹ cho các em tất cả các hoạt động để ta nắm nha. Trường hợp A nhỏ hơn 0 thì bước đầu tiên ta sẽ đi tìm tập xác định, nhớ như thầy. Khi em làm bài càng nhiều bài tập thì nó sẽ tự động nó sẽ nhớ trong bộ não mình luôn à. Cho bằng em học thuộc lòng như công việc thì không bao giờ nhớ được em. D sẽ bằng R. Thứ hai đó chính là sự biến thiên. Trong sự biến thiên này chúng ta sẽ tính y phẩy giùm thầy. Y phẩy chắc chắn bằng a, mà a đây chúng ta trường hợp xét hợp là a nhỏ hơn 0. Ta kết luận thầy đây là vậy. Hàm số nó sẽ như nào? Nghịch biến. Nha. Nghịch biến trên toàn bộ R. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ đi tính cái giới hạn lim x tiến tới dương vô cùng của y. Nghĩa là lim x tiến tới dương vô cùng của hàm số ax cộng b, trong khi đó a cũng ra đây là âm, thấy không? X ở đây dương vô cùng chỗ chúng ta thế chỗ đây, như vậy đây là dương vô cùng mà chỗ đây là hệ số a là âm thì chứng tỏ âm và dương thì ra âm, âm vô cùng. Tương tự như vậy lim x tiến tới âm vô cùng của hàm số y thì lim của x tiến tới âm vô cùng ax cộng b thì hồi nãy ở đây là gì, âm vô cùng mà chỗ này âm, âm nhân âm là ra dương vô cùng, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên. Yeah.
Như vậy đây chính là x, đây là y phẩy, là y. Như vậy thì đây chính là âm vô cùng, dương vô cùng. Y phẩy ở đây là luôn luôn nghịch biến là âm, đúng nào? Thì âm thì nó sẽ đi chiều từ trái sang phải, đi xuống các em ha. Đó. Thì các em dựa vào cái giới hạn để các em điền thôi. Y tiến tới âm vô cùng, đây là dương vô cùng thì nằm trên đây. Ha. Dương thì từ trên từ trên trời đi xuống, còn âm là từ dưới đất đi lên, nhớ như vậy thôi. Ha. Như vậy thì đây chính là âm vô cùng, thì từ trời đi xuống đất này. Hiểu chưa? Nói cho nhanh dễ hiểu vậy. Dương thì từ dương nghĩa là ở phía trên trời á, ở phía trên cao nhất nó đi xuống, xuống âm này. Bây giờ chúng ta vẽ đồ thị nhé. Bước thứ ba là vẽ đồ thị. Thầy không biết là giáo viên trên trường của em có bỏ qua cái bước hoạt động một này không biết. Theo thầy nghĩ thì không nên bỏ, thầy dạy là không bao giờ bỏ. Người ta đưa ra là có mục đích để làm gì. Khi chúng ta thực hiện được những cái bước này của hai cái hàm số này rồi á, thì qua cái hàm bậc 3 cũng như hàm bậc 4 và hàm phân thức thì các em làm rất là nhanh và rất là dễ hiểu. Thực sự là như thế. Chúng ta không được đốt cháy giai đoạn nha, không được đốt cháy giai đoạn. Như vậy thì đi từ trời đi xuống đây ha, này. Hình ảnh đồ thị nó có dạng như này. Khi nào vào cái điểm cụ thể thì sẽ tính sau, ví dụ x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu thì sẽ lấy đúng cái tọa độ của nó, được chưa? Không được đốt cháy giai đoạn em. Giống như làm nhà vậy. Để một cái nhà muốn chắc không bị nứt sau này, chúng ta phải làm cái móng kiên cố, sắt phải nhiều, đổ bê tông phải nhiều và phải kỹ, đầm móng phải kỹ, ý là như vậy. Thì học toán thì cũng vậy. Các em muốn có kiến thức vững chắc thì ngay từ lớp 6 và cơ cả là tiểu học chúng ta phải có kiến thức cơ bản tốt. Cơ cả trong chương trình phổ thông này, chúng ta phải từ ngay từ lớp 10 chúng ta phải học tốt, chắc, vững. Thì thầy nói em lên cái chương trình này học rất là dễ. Thầy nghĩ như thế. Được chưa? Rồi. Ta sẽ đi sang ở hàm số thứ hai. Chờ thầy lấy tờ giấy nhé. Đó chính là hàm số bậc 2 em. Bậc 2 xong rồi mình tới được bậc 3, cứ bình tĩnh đúng không? Tối ngày mai sẽ có cho em bậc 3 chứ đâu phải nôn, phải không? Ví dụ là giáo viên yêu cầu mời một bạn lên khảo sát hàm số này, không biết người làm. Cái này không biết người làm sao mà làm được bậc 3, bậc 4 hàm phân thức được, đúng chưa? Cứ bình tĩnh nha. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ xét cái này hai trường hợp. Trường hợp 1 đó chính là cái hệ số A này lớn hơn 0. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng nhớ là các bước đầu tiên tập xác định, bình tĩnh cứ làm từ từ vậy á. D bằng R, nó đã hàm đa thức thì chắc chắn D sẽ bằng R. Đó. Tới sự biến thiên. Trong cái sự biến thiên này á thì chúng ta phải tính là đạo hàm y phẩy. Đạo hàm của thằng này thì ai không biết là tính, đúng không? Đạo hàm của AX mũ 2 thì số 2 này xuống đây, 2 xuống đây, như vậy nó sẽ là 2 AX. Đạo hàm cộng ở đây ghi nghĩa là đạo hàm của BX thì x này bằng 1, b nhân 1 là bằng b. Đạo hàm của C thì bằng 0. Rồi, ok, xong. Khi đó chúng ta sẽ cho y y phẩy này bằng 0 thì chúng ta tương đương là 2 AX cộng b sẽ bằng 0. Không, thì từ đây chúng ta sẽ tương đương là x này sẽ bằng là âm b chia 2a. Cái này ai cũng biết là tính đúng không? Ta chuyển vé đổi dấu, chuyển cái cộng b này qua bên đây. Như vậy 2ax sẽ bằng là trừ b thì x sẽ bằng là trừ b chia 2a. Ok. Khi đó chúng ta sẽ tính giùm thầy cái giới hạn lim của x tiến tới cộng vô cùng của hàm số y sẽ bằng lim của x tiến tới dương vô cùng ở đây của hàm số ax bình phương cộng bx cộng c. X của thầy thì mình viết hơi nhanh nên hơi xấu chút, chúng ta thông cảm nhé. Thì bằng gì các em? Ở đây hệ số a là dương, hệ số a dương, mà ở đây là x bình phương, có đúng không? X bình phương, mà khi đó các em sẽ thế cái x bình phương này vô đây, thế cái x dương vô cùng vô x bình phương này thì ra được dương vô cùng, mà ở đây dương thì chắc chắn cái này cũng sẽ là ra dương vô cùng, đúng chưa? Tương tự như vậy lim của y x tiến tới âm vô cùng sẽ bằng lim của x tiến tới âm vô cùng của ax bình phương cộng bx cộng c
bằng. Chúng ta thế vào đây, bình phương đây là chẵn, hàm chẵn chứng tỏ cái âm vô cùng, thế vô đây thì nó cũng ra dương vô cùng, mà hệ số ở đây là âm dương nữa, nên như vậy dương với dương thì chắc chắn nó cũng sẽ ra là dương. Các em hiểu chưa? Sau đó chúng ta sẽ lập cái bảng biến thêm. Rồi, đây các bước thì để cái dấu chấm á. Ta dùng thước chúng ta kế. Đây là x, y phẩy, đây là y. Ở đây x tiến tới âm vô cùng, ở đây dương vô cùng. X đây là có giá trị là âm b trên 2a. Thì đúng nào? Chắc chắn chỗ này sẽ bằng 0. Phải không? Thì từ cái giá trị y đây chúng ta chưa tính này. Cái giá trị y ở đây, kèm lại x ở chỗ này này, kèm thế ở chỗ đây. Thế chỗ y đây thì nó lại này. Chúng ta lấy x đây, ta thế vào chỗ y ở đây để các em tính ra giá trị của y. Thôi được chưa nào? Như vậy khi chúng ta thế vô tính ra thì nó sẽ ra được cái giá trị, đó chính là gì? Âm delta chia cho 4a. Ở đây delta là bằng b bình phương trừ 4ac các em nhá. Như vậy thì chúng ta có này, xét dấu này. Cái giá trị đây y phẩy xét dấu ở đây. Em thấy không? Đây là hàm bậc nhất mà hệ số a đây là dương. Như vậy dương thì chúng ta có câu là gì em? Nhỉ, phải cùng trái khác, phải này, phải cùng trái khác hoặc là ngoài cùng trong trái. Ở đây phía ngoài, đây phía trong này, ở đây phía ngoài. Như vậy dương thì bên ngoài, phía ngoài này, phía trong này. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh cái mũi tên ngay. Ở đây là gì? Nghịch biến âm thì đi xuống. Và ở đây sẽ là gì? Đồng biến sẽ đi lên. Và giá trị ở đây đó chính là âm delta chia cho 4a các em nhé. Trong đó delta đây là bằng b bình phương trừ 4ac. Như vậy ở đây tất cả đều là cái giá trị này chúng ta tính giới hạn đây là ra dương vô cùng. Và đây sẽ là dương vô cùng. Các em hiểu nào? Qua cái bảng biến thiên này giúp chúng ta biết được điều gì? Hàm số sinh nghịch biến trong cái khoảng này và đồng biến trong khoảng này. Cái đây cực đại hay cực tiểu em? Đây chính là giá trị cực tiểu tại x bằng là âm b trên 2a. Được không nào? Ta có này đây, ta ghi này kết luận ở chỗ đây. Đó chính là gì? Hàm số gì em? Nghịch biến. Biến là dấu trừ này, trong khoảng này. Nghịch biến ở đây là trong cái khoảng gì em? Đó chính là trừ vô cùng cho tới là âm b trên 2a. Hiểu chưa? Tiếp tục. Hàm số đồng biến. Trên cái khoảng là gì? Âm b trên 2a cho tới dương vô cùng. Được chưa nào? Hàm số đạt cực tiểu. Bằng đó chính là cái giá trị nó là âm delta trên 4a tại x bằng trừ b trên 2a. Được chưa? Và cái cuối cùng, cái bước cuối cùng của chúng ta đó chính là vẽ đồ thị. Thấy vậy mà cũng lâu gớm nhưng mà giỡn em hả? Như vậy thì ở đây x ta là bằng âm b trên 2a thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Ta lấy minh họa thôi. Y của chúng ta đó chính là âm delta trên 4a thì nằm dưới đây. Điểm cực tiểu em, xác định điểm cực tiểu.
nè. Sau đó ta sử dụng cái parabol. Nếu mà để chính xác nữa thì chúng ta sẽ cho điểm, nhưng mà đây là dưới dạng tổng quát em. Không được đẹp cho lắm nên là chúng ta cố gắng nha. Được chưa? Ok. Đây là bước đầu tiên. Cái trường hợp 1. Đây đứa nhỏ con nhà thầy nay nghỉ hè ở nhà quậy chịu không nói. Các em thông cảm, nếu có ồn gì đấy thì thông cảm nhé. Rồi ta sẽ đi sang trường hợp 2 em. Cái trường hợp 2 của chúng ta đó chính là trường hợp 2 em. Để chúng ta là xét cái hệ số A dương thì bây giờ hệ số A âm. Bước đầu tiên cứ nhớ như in trong đầu luôn, chính là tập sức định D sẽ bằng R. Sự biến thiên. Giờ nhớ chưa? Khi mà các em nhớ được những bước này của hai hàm số này rồi á, qua bậc 3, bậc 4 và hàm phần thức làm rất là nhanh và rất là dễ hiểu em. Thành nó thực sự là như thế nha. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi tính đạo hàm. Đạo hàm thì cái này nó cũng sẽ ra được là gì? 2a x cộng cho b. Các em sẽ cho cái y phẩy này bằng 0. Ta tương đương ở đây là 2ax cộng b thì nó sẽ bằng 0. Từ đây ta tương đương x sẽ bằng là trừ b trên 2a. Tại vì ở đây a âm. A âm thì chứng tỏ cái thằng này sẽ dương. Cái phải nhớ như vậy nè. Cái đúng không nào? Cái thằng này sẽ dương này. Tại vì đây a âm mà ngay đây có dấu trừ này thì x đây nó sẽ ra dương này. Chắc luôn. Phải không? Nhưng mà bây giờ ta sẽ đi tính cái giới hạn. Ta tính cái giới hạn lim. Giới hạn tại các điểm vô cực ha. Của y như vậy thì nó sẽ ra được lim của x tiến tới dương vô cực của hàm số ax bình phương cộng bx cộng c. Dương vô cực thì ở đây ra dương, mà ở đây a này là âm này thì chứng tỏ âm nhân dương thì chắc chắn sẽ ra âm, được không? Lim của x tiến tới dương vô cực sẽ bằng lim của x tiến tới ax âm vô cực của ax bình cộng bx cộng c. Âm vô cực thì cái này vẫn dương, tại vì nó hàm chẵn. A đây âm, âm nhân dương thì vẫn ra âm. Sau đó chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên. Em hiểu chưa nào? Giá trị y chúng ta vẫn là âm delta trên 4a em nhá. Trong đó delta chúng ta là bằng b bình phương trừ cho 4ac. Nhóm này như vậy. Còn em hỏi tại sao có giá trị đó thì em việc lấy ít thế thôi. Biến đổi này nọ thì nó sẽ ra được cái điều đó nha. Phải y. Đây âm vô cùng. Ở đây là dương vô cùng. Thì giá trị x của chúng ta nhận được ở đây vẫn là trừ b trên 2a. Chúng ta xét dấu ở đây bằng 0. Ngoài cùng trong trái, mà cái đây cái hàm này á là hàm bậc nhất. Hàm bậc nhất ngoài cùng. Như vậy thì hệ số A chúng ta đây là âm này. Âm thì ngoài cùng thì nó sẽ là âm, và trong cái là dương. Hiểu chưa nào? Phần này các em có hiểu không nào? Khi đó ở đây dương thì nó sẽ đồng biến. Đồng biến thì từ dưới đi lên, rồi từ ở dưới đất đi lên trên trời đó. Nên đúng cái giá trị này các em nhé. Ở đây nghịch biến từ trên trời đi xuống. Em nói thầy có mệt không? Cực mệt luôn á em. Không phải thầy rên đâu nha, nhưng mà phải sắp xếp công việc các kiểu này quay. Thầy cứ sợ em là không có cái để em học á. Như vậy đây chính là âm vô cùng. Em sẽ là âm vô cùng, được chưa?
Bây giờ dựa cái này thì chúng ta nói đây là đồng biến này, đây nghịch biến này, đây là cực gì, cực đại này. Như vậy thì ta có là cái kết luận này. Ta ghi này đây là gì? Hàm số đồng biến. Trên cái khoảng đó chính là âm vô cùng cho tới âm b trên 2a. Hàm số nghịch biến trên cái khoảng đó chính là âm b trên 2a cho tới dương vô cùng. Đó nè. Đây là cực đại này, hàm số đạt cực đại. Bằng ở đây là âm delta trên 4a, và cụ thể là tại x sẽ bằng là âm b trên 2a, được chưa nào? Ok, và cái bước cuối cùng của chúng ta đó chính là vẽ đồ thị. Trong chương trình 12 này thì các em cứ lên trên mạng tham khảo. Nếu kênh nào mà dạy hay, đầy đủ, chi tiết và hay hơn thầy và đầy đủ hơn thầy thì em cứ vào đó em xem. Đối với lứa 2K3 này thì thực sự là thầy cũng rất là tâm đắc. Lứa đầu tiên năm 2016 thầy dạy các em bài đầu tiên là hóa học, bài hóa trị lớp 8 luôn, em còn nhớ. Nên thầy phải theo các em cho nó đến cuối chặng đường. Thầy đã hứa thầy sẽ làm ha. Rồi bây giờ như thế này, âm b trên 2a, a đây âm, a đây âm thì chắc chắn nó sẽ dương, thì nó sẽ nằm ở đây. Đúng chưa? Âm delta trên 4a, giá trị này cũng nhận sẽ là dương. Đây là điểm cực đại, em hiểu không nào? Rồi, hơi xấu rồi. Minh họa vậy thôi em, chứ còn khi mà vào một cái trường hợp nào đó thì nó có số liệu cụ thể, thì có các cái điểm cụ thể và các em cho thêm điểm thì cái đồ thị của mình rất là chính xác em nhé. Ok, như vậy thầy đã giải quyết xong cho em ở trường hợp 1 đó, cũng gần 30 phút rồi các em ha. Một số thầy cô khác thì thầy nghĩ không có làm cái điều này đâu, nếu mà dạy trên mạng online sẽ nhảy vô ngay lập tức là hàm bậc 3, bậc 4 là đã thức ngay. À, phân thức ngay. Nhưng mà đối với thầy thì khác, cứ bình tĩnh nha. Phải làm để em hiểu trước rồi nè, hình dung được nó như thế nào rồi nè. Các bước thực hiện phải rành. Dù ai nó ngã nó nghiêng nhưng mà lòng ta vẫn vẫn như kiềng ba chân là được. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái 19 giờ ngày mai thì thầy sẽ quay cho em ở cái hàm bậc 3, giúp em khảo sát làm ví dụ hoạt động, được chưa? Từng bước và từng bài luôn. Ok, chúc em học tốt, bye bye.